Những ngày này tại làng hoa Hiệp An, huyện Đức Trọng, vùng chuyên canh hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng đang vào cao điểm thu hoạch phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trái ngược năm ngoái, vụ hoa Tết năm nay do dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát vào những ngày cận Tết Nguyên đán, khiến cho hoa tiêu thụ chậm. Người dân trồng hoa lay ơn tại xã Hiệp An đang hoang mang khi giá hoa giảm sâu từ 2 đến 3.000 đồng một cành, giờ chỉ còn 500 đồng một cành. Đối với những hộ phải thuê đất thì vụ hoa năm nay coi như lỗ nặng. Thiên nhiên vẫn cho mình được cái bông tốt như thế này. Nhưng mà điều có một cái là bây giờ cái thị trường là nó bị cái tình trạng dịch. Cho nên là các cái chợ là không dám thu biết bán cho ai. Hàng năm, các chủ vựa lay ơn tại trung tâm xã Hiệp An thu mua và đóng đi các tỉnh hơn 100.000 cành lay ơn một ngày. Nhưng do dịch COVID-19 bùng phát, nay chỉ đóng đi khoảng 30.000 cành một ngày. Hiện thị trường Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhận hàng giảm hơn 80% so với mọi năm. Thị trường mà dự đoán những ngày tiếp đây thì là em sợ là cho những cái nơi mà đông, họ đông thường tới là những khu chợ, là sợ nếu mà đóng cửa thì có thể là người dân sẽ không còn là nhổ hoa như những ngày sắp tới đây nữa. Vụ hoa Tết năm nay, toàn xã Hiệp An gieo trồng hơn 200 hecta hoa lay ơn các loại. Sản lượng lay ơn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu và rằm tháng Giêng là hơn 30 triệu cành. Nếu mà bây giờ là hiện giờ là xe Hà Nội rất là nhiều. Nhưng mà vừa cái bùng dịch một phát là xe Hà Nội đi về hết luôn, có nhiều xe đi về không luôn. Không có cần hoa nữa đi về luôn. Còn bây giờ là mọi người giống như là đi cứu vớt thôi, là mình đóng đi các tỉnh gần đây thôi. Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhiều đơn hàng đã bị hủy hoặc giảm số lượng đặt hàng so với ban đầu. Trước tình hình trên, Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã làm công văn gửi các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng để tạo điều kiện cho các xe chở hoa từ Đà Lạt đến các chợ đầu mối được thuận lợi, nhất là từ thời điểm 25 tháng Chạp trở đi.